Anh thấy có vụ đó chưa? Dạ, không có. Anh khỏi cô Candy đó. Biển số xanh của an ninh đàng hoàng nha, của công an đàng hoàng đặc biệt nha. Mấy ông lớn đó đưa chở Nam Quang vào trong thiền am bên bờ vũ trụ mà chụp một số mà các em mà tu sĩ cái gì đó cào chọc đầu để mà đưa ra cái chỗ hội đồng mà cái gì lên thế giới nhân thì quyền bên vũ về nhân quyền đó. Anh hỏi đi, anh hỏi Tiến Dũng này, mấy anh cứ tối ngày chống cộng chống đồ rồi chống anh này anh kia youtuber anh Vũ Hoàng Linh rồi anh Hải Đà, bây giờ tôi hỏi anh đó, Nguyễn Tiến Dũng đó, nó về đó, nó về rõ ràng ngay trước mắt đó. Chính anh Ngô Kỳ anh biết nha, đừng có hòng anh giấu rồi. Tôi nói thẳng anh, tại vì anh không muốn nói anh giấu rồi. Bà Nhật Linh nè, Nguyễn Quốc Linh nè, đó, Nguyễn Tiến Dũng đi về đó, biển số xanh đón từ ở phi trường đặc biệt đi về, đi vô tới thiền am bên bờ vũ trụ. Anh nói đi, anh trả lời cho tôi. Nếu anh trả lời được cái nói tôi quỳ xuống tôi lại anh, đừng có chống cộng nữa. Mấy anh làm mới trò hề không à. Đi về Việt Nam thì mà thằng Nguyễn Tiến Dũng như vậy mà mấy anh đi theo nó để làm YouTube. Mà trong khi anh, rồi bà Nhật Linh bà kêu bọn tôi á là đi vô trong thành phố Westminster chửi bà nói bà. Bà Nhật Linh mà mở mắt ra coi đi. Tôi còn YouTube nè, đừng có nói mà tôi ba xạo. Cái này tôi đưa lên không mà tôi đã nắm rồi đó. Anh cho nói leo một câu được không? Cảm ơn anh. À, thế thì anh nghĩ rằng là sẽ như anh nói, anh sẽ quay trở lại trong thời gian tới, trong những lần tới họp hội đồng thành phố. Cái này tôi nói nếu mà không có xóa cái này á, không có xóa cái này đi á, tôi xin, tôi làm thêm lần nữa. Tôi làm hồi thôi. Tôi làm hồi khi nào mà xóa cái này đi. Mà trong đó nha, tôi nói trước anh Ngô Kỷ này, Nguyễn Quốc Linh này, Nhật Linh này, mấy người đó đó phải kêu nó xóa đi, còn không tôi lên tôi làm hồi. Tôi nhiều cái khác tôi đưa lên cho không phải nguyên cái này đâu. Tội người ta chứ, người ta đi con ngoài kia người ta bổ mạng, người ta chết sống là mà cả 100% luôn. Đến khi mà khiêng con tài về quý vị thấy đau không? Hả? Mà bây giờ chụp cái mũ của người ta lên như vậy thấy đau không? Đó như vậy thôi. Anh Khải Đào muốn đặt câu hỏi hay là như thế nào? Không, Khải nói leo thôi, tức là nói nãy anh Sơn Trần nói đó thì cách thì đây anh vào đây anh đứng anh nói được không ạ? Okay. Xin mời anh. Dạ vâng, là tại vì Khải muốn nói là cách đây một thời gian Khải có download xuống hết rồi, tức là khi mà anh Nguyễn Tiến Dũng bắt đầu tham gia với anh Nam Quang đó thì anh Tiến Dũng có dạy anh Nam Quang một vài cái chiêu. Ý nói là anh có chửi ai thì chửi, nhưng mà anh chưa biết đâu để tôi chửi cho, tại vì chửi xong thì anh phải cười giả lả vài câu thì người ta không có để ý. Thứ hai nữa là anh Nguyễn Tiến Dũng giống như anh Sơn Trần nói có thổ lộ, tức là ý anh ta xác nhận là mai mốt tụi nó sẽ chụp mũ tôi, thành ra bây giờ tôi phải bung ra trước là tụi nó sẽ có hồ sơ tôi đã từng tham gia đoàn, đã từng lên ca tụng đảng, đã từng ca tụng Bác Hồ, đã từng chửi với những người chống cộng. Thành ra anh yên tâm, mai mốt tụi nó sẽ bung ra hết. Nhưng mà bây giờ để mà giống như chặn đầu đó là tôi nói trước vậy đó, để sau này tụi nó có bung ra thì tôi cũng nói trước rồi. Dạ. Chính Nguyễn Tiến Dũng xác nhận cái đó. Cảm ơn anh. Thế cái chuyện đó là của anh. Cái này thì của anh Khải Đào thì và Khải có hết những cái clip đó, Khải thu lại. Tôi nói thêm một chút, tôi nói chút về anh Khải Đào, tôi nói thẳng. Người ta có chửi bởi anh lo, anh lo anh ráng anh làm sao tốt. Anh làm cho tốt. Anh khỏi cần cái gì hết, bây giờ nó không còn. Anh biết à, bây giờ cứ mỗi Tết với lại ngày lễ cả triệu dân ở đây mua vé về Việt Nam. Anh thấy chứ, đâu có phải ai. Tôi đổ 40 mấy năm rồi, tôi ở đây năm 1980 cho tới năm nay là 42 năm. Mấy ông la không, ở bên nó đâu có cái mẹ gì đâu. Tội người ta, người dân mới tội này, người dân này đóng tiền vô, đút tiền ra, đút tiền vô, tội là tội cho mấy người đó thôi. Riêng anh thì đã có từng về Việt Nam trong thời gian gần đây không ạ? Tôi hồi xưa giờ đâu không về, nhưng mà tôi coi YouTube. Tại sao lại không về? Theo cách nói của anh thì có vẻ không phải là anh là người chống đối. Không, tôi thời gian sau, tôi thời gian sau về, tại vì tôi cũng nói rõ hai anh là tôi mới đi về hưu. Về hưu trí á, tôi làm đến 30 mấy năm rồi. Thành thử mới về hưu trí hồi tháng 11 năm ngoái. Thành thử giờ đó nó rảnh quá đi. Bây giờ tôi muốn về, giờ nó ăn được tôi bay về. Nhưng mà mình về mình có tiền. Nó không phải dễ đâu nha.
mình về rồi mình kiếm người, tại vì tôi có cái chị bạn sắp sửa về cũng đi biểu tình đây nè, với tuần mùng 3, mùng 4 tây tháng 3 tới là đi về chung với lại ví dụ mà cha xứ cho rồi gì đó, đi một tháng trời đó, đi từng tháng một như vậy. Tôi chưa về, tôi nói tôi muốn về giờ nào cũng được, tôi bay là liền, có tiền no money. Chỉ là vấn đề tiền thôi hay là có vấn đề ngại với lại các gọi là tôi không sợ đồng môn đồng binh gì của anh không ạ? À? Không, tôi không sợ ai hết á. Tôi về bên Việt Nam tôi thương, mình nói thẳng luôn, có cái gì mình sợ? Bây giờ Việt Nam mình bây giờ bên đảng và nước rồi này rồi kia, người ta không cần mình, đâu có làm sai cái gì đâu. Tại vì bây giờ hồi xưa mình có đi lính, chấp nhận đi lính là bởi vì mình cũng hai bên Nam Bắc cũng không đi cũng không được, mình đi là chuyện thường, còn cái chuyện mà xảy ra như vậy thôi, xong thôi nằm im chỗ đi, rồi ai làm gì làm. Cái còn mà đảng trung ương, đảng hay này kia mà nó dẹp bỏ xa quánh nhau tâm lộn là do đó, chứ mình đâu có làm được cái gì nữa đâu. Mình chỉ cần bình yên đi về như vậy. Tôi thấy cô Nguyễn Phương Hằng rất là tội, tại vì 2 năm vừa rồi tôi coi, cái đầu tiên mà tôi coi được cô Nguyễn Phương Hằng là con do anh này. Tự nhiên khi không có tôi mở trên anh Môn Sa, tôi đang coi ông Trung mà đang ông Trung bị thấy tội quá, lùi lại chút xíu, lùi lại chút xíu để nó vô cái khung hình. Dạ. Tôi đang coi ông Trung xong có tự nhiên tôi mở lên thân của anh này nữa, tôi thấy về cái dục bà Hằng đó. Đầu tiên hồi tháng 3, tháng 4 đó, anh đầu tiên anh bước ra đó, tôi gặp cái vụ YouTube của ảnh đó, từ đó trở lên rồi tôi bắt đi luôn cho tới đến bây giờ luôn á. Mà tôi thấy bà tội nghiệp lắm, tội nghiệp tại vì hai anh quỷ này với ảnh phá quá, anh làm tùm lum software anh ấy gì đó, anh để qua Photoshop anh để tùm lum rồi đó, tội nghiệp. Bây giờ người ta vô tay 30, tôi thấy đau lòng. Từ cái chỗ đó, thứ nhất là ông Trung, thứ nhì là bà Nguyễn Phương Hằng, thứ ba là bây giờ thành phố với chúng ta phải làm, chứ tôi không làm cũng được, vậy thôi chứ không có gì hết. Cảm ơn rất nhiều anh. Yeah. Anh lên cho thầy nói leo một cái nữa. Hồi nãy sẵn anh Sơn á, anh có nói cái chuyện mà đúng, mà tức là ý nói là cái vấn đề là giống như Khải nói, giống như bác Cường có nói, Khải là phải đính chánh, mình không có chủ quan, mình không có cho rằng là mình là ánh sáng, là chính nghĩa gì hết á. Mỗi người có một cái chính kiến, Khải tôn trọng thứ nhất là chính kiến, thứ hai cái chọn lựa của mọi người. Kính thưa quý vị, Khải không quan tâm cái chuyện đó chống cộng hay là không chống cộng. Cái mà Khải muốn vạch trần là tụi nó ăn đằng sống nói đằng gió, tụi nó một mặt thì đi đêm với cộng sản giống như Nam Quan ngồi với tổng lãnh sự, phải không ạ? Một mặt lên công khai thì lại lên án những người gọi là tụi nó chụp mũ là tay sai cộng sản, giống như anh nói là vợ chồng cô kẹo ngọt, tức là hoàn toàn chụp mũ vu khống. Anh Nam Quan gọi là trước khi là chưa có làm phó thị trưởng thì cũng đã đi hai cái việc, một là tới gặp ông tổng lãnh sự ở một cái tiệc riêng, thứ hai là có những cái câu nói mà gọi là ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Thì tôi cũng đã có phỏng vấn anh ấy một cách rõ ràng, và anh ấy trả lời thứ nhất là ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng là để kích thích những cái việc đấu đá nhau ở trong nội bộ của đảng cộng sản, còn gặp ông tổng lãnh sự là đi theo cái công việc của báo chí. Thì những câu trả lời đó không thỏa mãn anh hay sao? Chưa anh, có phải như vậy là những cái lời bao biện, bào chữa? Nếu vậy tại sao ông Ngô Kỵ tiếp tục gọi là treo cổ ông Phát Bùi, khi mà ông Phát Bùi ông cũng giải thích, ông nói thứ nhất là tôi đang biểu tình chống ông Phạm Quang Vinh, thì tôi chỉ muốn gọi là ông lời ông Phát Bùi ông đòi là ông đột nhập, đúng không ạ? Cái chuyện đột nhập hay không mình không quan tâm, nhưng ý ông Phát Bùi ông giải thích, đúng không ạ? Thì cái chuyện ông Ngô Kỵ tin hay không là chuyện của ông. Em đang nói đây là vấn đề double standard, là tại sao Nam Quan, rõ ràng xin lỗi quý vị, Khải có mặt ở đó, bữa đó Khải có mặt. Thứ nhất Khải khẳng định Nam Quan là đến đó để mà muốn gọi là gì đó, đi đêm, muốn gọi là xin xỏ, làm nhậu nhẹt hoàn toàn, nhậu nhẹt gọi là sẵn Nam Quan khai rồi. Anh Nguyễn Hồng Phúc ngồi đối diện ông Nguyễn Trắc Toàn trước. Có lẽ là khi mà anh chủ nhà, anh kêu Khải ngồi cạnh Nguyễn Hồng Phúc, tức là đối diện ông Nguyễn Trắc Toàn, Khải từ chối. Khải đi ra chỗ khác thì Nam Quan mới vô ngồi chỗ đó. Và khi mà Khải ngồi ở xa, Khải quan sát thì Nam Quan hoàn toàn là rất vui vẻ, rất là hồ hởi, rất là vui mừng được cùng chén cùng ly ngồi nói chuyện rất là rôm rã với ông Nguyễn Trắc Toàn. Và Khải không muốn dính anh vô đây, nhưng mà những người như anh Vũ Hoàng Lân, Trần Nhật Phong, kể cả xin lỗi Dũng Taylor, những người làm truyền thông đều biết hết cái chuyện Nam Quan muốn xin xỏ, những cái ý đồ, những cái mong muốn của Nam Quan lúc đó, tại sao đến đó, muốn làm cái gì. Và
giống như Khải nói là khi mà ăn uống xong, Nam Quan còn cái vị tam hình sẽ thấy là đứng một góc riêng để mà thủ thị với ông Nguyễn Trắc Toàn, rồi sau đó ở lại chơi bài qua đêm luôn. Có người còn nói với Khải, tại Khải về rồi, Khải chỉ biết là khi Khải về Nam Quan ở lại chơi bài. Có người còn nói với Khải là Nam Quan ở lại còn dọn dẹp nữa. Thành ra cái chuyện đó, Khải Khoan nói đúng sai đúng không anh? Em đang nói đây, cái chính là double standard. Ăn thôi bây giờ anh nói tại sao á, Nam Quan làm như vậy thì bây giờ Ngô Kỵ vẫn tôn lên làm lãnh tụ, vẫn là ủng hộ bưng bô cho Nam Quan, bảo vệ Nam Quan. Trong khi đó ông Phát Bùi ông giải thích thì Ngô Kỵ nhất định nói này kia. Cái đó là cái thằng nói. Bây giờ tôi chờ anh một chút này. Bây giờ tôi chỉ hỏi Ngô Kỵ nha. Tôi nói thật lòng đó nha. Anh mà trả lời được tôi quỳ xuống tôi lại anh và tôi xin lỗi. Tôi chỉ hỏi anh rằng cách đây mấy tháng Nguyễn Tiến Dũng đi về Việt Nam nha. Nguyễn Tiến Dũng đi về Việt Nam đi biển số xanh. Anh biết biển số xanh với biển số trắng nó khác nhau và biển số vàng nó khác nhau nha. Biển số xanh là biển của bên chính quyền của người ta nha. Tại sao nó ngồi cho nó đi Linh, được? Quân đội. Mình cứ nói vậy đi, chính quyền đi rồi mấy ông bự á. Thành thử tại sao người ta đón Nguyễn Tiến Dũng từ trong phi trường đi về tại thành phố ở trong Thiền Nam. Như vậy thì Nguyễn Tiến Dũng có gì anh trả lời dùm tôi, Nguyễn Tiến Dũng thôi, không cần nhiều anh. Cái vụ anh Khải Đào, Khải Đồ á, khỏi cần trả lời. Tôi chỉ cần đặt hỏi các anh đó, tại sao Nguyễn Tiến Dũng nó về được, nó đi biển số xanh, nó đi về cung cấp rồi nó đi cả tuần nha. Nó đi tới cái chùa gì của ông thầy Thích Nhật Từ, đi ngang qua nó chửi ổng là như chó, như các ông Thích Nhật Từ đó. Mà nó chửi ổng tội nghiệp chứ, ông chửi chứ, người ta đi tu hành thì người ta có tội gì thì mình nói rồi, mình đừng có chửi mà mình làm nhiều cái. Hắn có một cái mà ông cái vụ mà cái clip mà Thích Nhật Từ mà cái gì trao cuốn sách gì cho cô Candy đó. Lúc tối ngày nó lồng tiếng khác luôn để mà nó kêu người tài. Ta nó kêu là cái gì mà giống như là chơi bời với lại giống như bời ông trời. Tức là ông Thích Nhật Từ có một thấy nó chơi nhiều cái lần đọc. Khác ông trả lời người ta hỏi về vấn đề tình dục á, thì trong một không cái trả lời tình dục là khác. Cái cô Candy này về kỳ vừa rồi á, cô Candy vừa rồi đưa về á, thầy trao cho cuốn sách hay là cái gì tôi không nhớ. Đó, trên YouTube nó có rồi. Nguyễn Tiến Dũng với lại Nam Quan này nó ghép vô cái tội là giống như bồ bịch nhân tình thì nó em mới giải ác cái chỗ đó, có nghĩa là trong chơi nhiều cái ác lắm. Thích Nhật Từ ổng dạng đang thuyết pháp thì có người hỏi ổng về cái vấn đề tình dục rồi này kia đó, thì nói chung là cũng trả lời với vấn đề là trong đó một cái buổi thảo luận của những học sinh thôi, những người tu học, thì họ mới cắt cái tiếng cái phần đó, họ lồng vô cái phần mà ông Thích Nhật Từ đang nói chuyện với cô Candy, để mà họ nói là ông này nói chuyện sinh lý với cô Candy. Được. Nhưng mà không phải là như muốn vậy. Hỏi lại cái anh cái câu hồi nãy trước khi anh thì anh nói rằng là ông Phát Bùi đi cũng gặp giống như là ông Nam Quan gặp viên chức cộng sản Việt Nam, ông tổng lãnh sự, trong trường hợp ông Phát Bùi dường như là đại sứ chứ không phải là tổng lãnh sự. Thì ông Phát Bùi giải thích. Ông Nam Quan cũng giải thích. Ông Nam Quan giải thích thì ông Ngô Kỵ đồng ý. Ông Phát Bùi giải thích, ông Ngô Kỵ không đồng ý. Ông Phát Bùi giải thích có quyền giải thích của ông Phát Bùi. Không đồng ý có quyền không đồng ý và phản đối của ông Ngô Kỵ xứ sở này thì nó có gì khó khăn. Bởi vậy thưa anh Sơn Trần, hồi nãy anh hỏi Ngô Kỵ rất khó trả lời. Ngoài cái câu hỏi của anh là tại sao Tiến Dũng về Việt Nam được nhân viên an ninh mang xe bản số xanh đưa đón, thì chính Ngô Kỵ chở bà Phượng Mai về Việt Nam để trình diễn văn nghệ ở nhà hát của quân khu 7, tức là hát nhạc đỏ. Thì những người như Khải, xin lỗi nói anh, Khải không muốn là dính líu anh Vũ Hoàng Lân vô, nhưng những người như anh Vũ Hoàng Lân hoặc là Nguyễn Hồng Phúc đều biết cái chuyện Trần Nhật Phong, Nguyễn Quang Trường, đúng không ạ? Ngô Kỵ rất là thân thiết với Nguyễn Quang Trường, gọi là đám Trần Nhật Phong cũng vậy, thì không hề có chuyện chống tổng ở đây. Có nghĩa là Ngô Kỵ rất coi thường đồng hương. Anh ta gọi là tự xưng là ánh sáng là chính nghĩa. Anh ta thích vu khống ai, chụp mũ ai là anh ta vu khống, đúng không ạ? Tức là những cái lời gọi là những cái cớ tự dựng lên thôi. Rồi anh ta gọi là nghĩ là anh ta có cái khả năng uy tín để bảo kê cho người nào. Chính anh ta nói mà bây giờ Đại sứ quán Việt Nam cứ việc gọi điện thoại cho anh ta sẵn sàng mang cờ đỏ sao vàng đến đón mà.
Có nghĩa là Ngô Kỳ rất là tự tin, rất là hoang tưởng khi anh ta cho rằng là anh ta có uy tín để có thể đóng dấu người này, chụp mũ người kia, hoặc là bảo kê cho người nọ. Thành và ông Ngô Kỳ ông rất công khai về chuyện đó, không giấu giếm gì cả. Một lần nữa tôi hỏi rằng là ông Phát Bùi thì bị thắc mắc và giải thích lại quyền của ông Phát Bùi, còn cái việc mà đồng ý nghe và đồng ý chấp nhận cái giải thích đó của ông Phát Bùi hay không lại là của ông Ngô Kỳ, và khi ông không đồng ý thì ông có quyền phê phán. Sau đó là cái cô bây giờ cô này phê phán lại, phản biện lại vân vân, thì cái cốt lõi của vấn đề là như vậy. Cốt lõi của vấn đề giống như Bác Cường nói, anh xác động quần chúng, anh kêu gọi biểu tình, cái đó là cái sự khác biệt thưa anh. Một cái thằng nó tự nói đó là ý kiến của tao đó, đúng không ạ, tao có quyền phát biểu ý kiến, thì mày cứ ngồi trong xó mày phát biểu ý kiến, cái đó quyền ý kiến của mày, đúng không ạ, không ai có quyền gọi là bắt mày thay đổi ý kiến hết. Nhưng kính thưa quý vị, nếu quý vị hô hào kêu gọi nhân danh cộng đồng xách động cùng chúng, thì những người như Khải làm truyền thông, Khải có quyền bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ thì sự thật. Có nghĩa là anh là một thằng nói láo. Ông ấy gọi là kêu gọi xách động theo cách của ông ấy, và cái cuối cùng là cái người nào mà đồng ý nghe theo để cùng đi biểu tình thì cũng là quyền của họ, và anh thì không đồng ý và anh phản biện lại. Không, nhưng mà Khải muốn mà là phanh phui sự thật để cho mọi người biết là Ngô Kỳ nói láo, cái chính là vậy thưa anh, đúng không ạ? Tiếng Anh nó là double standard. Đây là một thằng nói láo, kính thưa quý vị, ý Khải nói một người có chính nghĩa. Giả dụ bây giờ mình bảo vệ động vật, mình ăn chay, mình không muốn sát sanh, thì chắc chắn là trước sau như một, không bao giờ mà Khải có thể ăn thịt được. Nhưng một cái thằng nói láo là trước mặt quý vị, đúng không ạ? Nó lên án người này, nó lên án người kia, nhưng mà đằng sau là coi như nó ăn thịt còn nhiều hơn mình. Hoặc là ngày hôm sau, cái tiệm lò sát sanh trả tiền cho nó, thì nó lại quay ngược lại, nó ủng hộ việc giết súc vật, việc ăn thịt, và nó chửi bới những người mà ăn chay. Thì Ngô Kỳ là cái thứ như vậy thưa anh, có nghĩa là hoàn toàn không có nguyên tắc, không có lý lẽ, là chỉ vì hợp đồng, là cần nói cái gì thì nói, là già mồm, lấp liếm, là ăn ngang nói ngược thôi, ăn đằng sau nói đằng gió thôi. Ông Kỳ có nói với tôi một cái điểm, tại vì tôi có phỏng vấn ông ấy rất nhiều, và chắc mọi người cũng đã xem qua. Thì thí dụ như ông nói rằng là cái vấn đề phố hoa chẳng hạn, ông có thể, ông cái đòi hỏi của ông là con rồng không có thể màu đỏ mà chỉ màu vàng thôi, thì ông có nói rằng là có thể cái đòi hỏi của tôi nó chưa đúng, không đúng, nhưng mà rõ ràng là cái ban tổ chức họ phải theo là cái điều đó là cái cho thấy cái điều mà là họ nghe theo cái vấn đề của ông. Rồi cái vấn đề ông đòi hỏi cái Bolsaro phải đeo treo cờ vàng, cho phép phải nói cái chuyện phố hoa trước, cái điều đó. Kính thưa quý vị, những người như Khải theo dõi Ngô Kỳ rất vấn đề là cái chỗ là có người đồng ý phải theo không theo, anh theo, nhưng mà Ngô Kỳ là một cái thằng nói láo. Bằng chứng là anh Sơn với anh chắc chắn là chắc anh Lân biết, chính trong những cái chương trình của Ngô Kỳ trả lời anh Vũ Hoàng Lân trên Phú Quốc Star TV, chính anh Lân cũng nói là Ngô Kỳ nói nha, Khải nói là cái này là khuất vừa ba tầm luôn á. Ngô Kỳ nói là tại vì màu đỏ là màu của cộng sản, màu vàng là màu quốc gia, thành ra tôi không cho phép cái phú hoa này nó có một chút màu đỏ nào trong đó đó. Mình đó là ý Ngô Kỳ nói là không, phân chỉ định có trong con rồng thôi, chứ đúng, còn hoa này nọ thì không mấy ok, đúng rồi. Nhưng mà chính Ngô Kỳ nói vậy, Ngô Kỳ nói màu đỏ là màu của cộng sản, màu vàng là màu của quốc gia. Nhưng mà kính thưa quý vị, ngay một ngày hôm sau, cái hai con rồng trên xe hoa của hội đồng thành phố Washington là hoàn toàn con rồng màu đỏ hết. Tại sao Ngô Kỳ không có ý kiến? Đó là chứng minh cho anh thấy Ngô Kỳ là một thằng nói láo, ăn đằng sống nói đằng gió, nhổ đi liếm lại, nói lý lẽ mà không biết mắc cỡ. Không, bằng chứng là quý vị còn nhớ khi mà Ngô Kỳ khoe hình ăn nhà hàng ăn sang trọng mấy chục lần á, trong vòng có một tuần hai tuần, thì chính anh Lân cũng hỏi ủa tại sao Khải Đào nói anh một ngày anh ăn nhà hàng sang trọng mấy lần nha, chứ không phải một lần. Thì Ngô Kỳ nói tại vì nó ấy, chứ tôi đâu phải nhà đấu tranh đâu, thằng Khải Đào nó cứ chụp mũ. Bây giờ nó nghĩ dài rồi, dài rồi thôi, như thế này. Tôi những cái chuyện mà anh nói đi là người ta nói lại á, rồi cái tâm ra cãi lộn nhau thôi, không có bao giờ mà yên được hết. Bây giờ tôi nói như thế này nè, như hồi xưa có anh Vũ Hoàng Lân á, từ hồi mà ở ngoài báo Người Việt á, anh thấy bao nhiêu người cũng đi lên ra xuống cả mấy năm trời, cũng có cao lắm 50 người. Còn mấy ông kia đâu có, không có một ông nào hết nha. Mấy ông nó đừng có nói mà kêu là tôi yêu cờ vàng cờ đồ, tôi nói thẳng phải nó dốc nha.
từ hồi đó đến giờ này, ông Nguyễn, ông gì Phan Kỳ Nhân kia đồ, cái hội đồng của ông là tất không có một dám người nào tới đó nếu mà tôi thề học máu luôn nha, tôi thề học máu luôn á, tôi nói thẳng mà nó dốc đâu á. Có người chứng nhận thế này, đây này anh Bửu Hoàng Lân, ảnh cứ tối ngày ảnh đi ra ngoài chỗ báo người Việt có tội ảnh dễ sợ với lại cái anh tóc dài tôi nhớ đó, đâu có ai đâu mà mấy ông ở ngoài lên loa lên đồ nói bậy nói bạ không, lên YouTube YouTube rồi cuối ông ra có giúp được tôi một cái gì không, thành tự hồi đó tôi ngưng luôn, tôi nói thiệt tôi ngưng luôn, không chơi nữa, tôi kêu chơi cái nó nguy hiểm quá tôi không chơi nữa. Bởi vậy cái anh Khải Đào này anh nói hắn tùy lòng dân, nó khổ ác, bây giờ anh cứ ngồi cãi đi cãi lại không, nhưng mà cái thằng này nó lấy lão bây giờ lắm. Tôi mong anh như thế này này, tôi mong anh đó thôi ráng làm YouTube, anh lấy những cái gì thực tế anh nói, anh không có nên đừng mấy cái nói nữa, xong tiền nữa ai muốn làm đi làm thôi, xong cảm ơn anh rất nhiều ạ. Rồi bây giờ hết rồi, tôi cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân nha. Dạ. Sau này mình có gì mình gặp lại. Dạ, vâng. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ. Rồi anh Lân cho Khải nói kết cái đó thôi, tức là bằng chứng là chính anh Lân còn trả lời phỏng vấn, Ngô Kỵ trả lời phỏng vấn, anh Lân còn nhớ không ạ? Thì chính Ngô Kỵ là nói là ô tôi đâu có phải nhà đấu tranh gì đâu, rồi mấy bữa nay vì cái nhu cầu, tức là vì nhu cầu mà phải là đưa thỉnh nguyện thư, hoặc là đối với Khải với Bắc Cường là nói thẳng xăng tăng là bây giờ là hợp tác với Nam Quang, lợi dụng Nam Quang. Đúng rồi, tức là Nam Quang sẽ dùng Ngô Kỵ làm cái cớ, nói là đây là dân chúng yêu cầu, cư dân yêu cầu để mà coi như là bây giờ Ngô Kỵ suốt ngày lên YouTube Thư Anh vỗ ngực nói là tôi đấu tranh mấy chục năm nay, mấy bữa nay quý vị để ý Ngô Kỵ cứ lên nói là tôi đấu tranh mấy chục năm nay, tôi là nhà đấu tranh, đúng không, tôi đấu tranh, thành ra tôi không thể nào để cái con rồng có màu đỏ trên con rồng ở phố Hoa được. Ủa, nếu mà tại sao mấy tuần trước mà anh nói là Khải Đào vu khống cho anh không phải nhà đấu tranh, chứng minh Ngô Kỵ là nhổ đi liếm lại, là những lời Ngô Kỵ nói không đáng tin tưởng. Thứ nhất, nếu mà Ngô Kỵ nói là tao không cần trả lời thằng nào, tao muốn làm gì làm, tao muốn nói gì nói, thì xin lỗi quý vị mai mốt mà Ngô Kỵ hô hào sách tùng quý vị đó, quý vị nói mày cút đi chỗ khác chơi, quý vị nhét ấy vào miệng Ngô Kỵ. Tại vì nói là nếu mà mày không có tuân thủ cái nguyên tắc nào hết, mày không nghe lời ai hết, mày không cần giải trình cho ai hết, thì mày đi ra một góc, mày tự mày muốn la làng, mày tuyên bố cái gì mày tuyên bố. Còn nếu mà mày nhân danh tụi tao, đúng không, mày nhân danh cộng đồng, mày đòi hỏi ông Triệu Phát phải treo cờ, đòi hỏi ông Phạm Hoàng Bắc phải treo cờ, phải làm cục cờ nhân danh cộng đồng, thì cộng đồng có quyền đặt vấn đề, ủa tại sao lúc này mày chống, lúc kia mày binh, người này mày chửi, người kia mày bưng đội lên đầu. Nhưng anh nói tới đó thôi, xin hỏi câu cuối là trong cái việc mà ông Ngô Kỵ nãy có hỏi anh Sơn rồi, thì cái việc mà ông Ngô Kỵ yêu cầu treo cờ vàng ba sọc đỏ ở Phước Lộc Thọ thì anh nghĩ như thế nào, cũng như là cái việc mà phó thị trưởng Nam Quang tiếp nhận cái đơn đề nghị đó của ông Ngô Kỵ và có một số chữ ký đó, rồi phó thị trưởng Nam Quang có viết một cái lá thư cho ông Phan Giang để đề nghị, thì ý kiến của anh là gì ạ? Cái này Khải nhắn riêng với ông Triệu Phát luôn, xin Khải thì không có muốn đặt ai vô cái tình huống khó xử, nhưng mà nếu mà Khải là ông Triệu Phát đó, thưa ông, vô hình chung biến ông trở thành là một người là hy sinh vì đại nghĩa, vì cộng đồng, mà vì gian diệt bạo, thì nếu mà ông Triệu Phát kiện tố cáo Nam Quan thì chắc chắn chính phủ có là những cái cơ quan có thẩm quyền, người ta sẽ điều tra, và cái đám này như vậy là vi phạm pháp luật. Anh là dân cử, anh không có quyền đi hạch sách, giống như anh nãy anh Sơn Trần anh nói đó, bây giờ nhà người ta, phố xá, cơ sở của người ta, anh không có quyền đi vô đòi hỏi bất cứ một cái gì. Cái chuyện đó là anh lạm dụng quyền lực, anh là xâm phạm. Có thể cái đó chỉ là một đề nghị, vì có cái lời nghị của dân chúng qua cái lá thư của Ngô Kỵ có những cái chữ ký, chứ không phải là cái việc bắt buộc hay là đòi hỏi gì cả. Bởi vậy một cái đề nghị theo yêu cầu của dân chúng thì sao? Bao nhiêu năm nay rồi thưa anh, những người như Khải, và Khải đã nói trong dinh trường Bắc Cường rồi, tụi nó săn đăng với nhau, tụi nó ăn cánh với nhau. Có nghĩa là một đứa đóng vai là truyền thông để mà đi xin chữ ký, để mà nói là đây là tôi đề gì đó, tức là đệ đơn lên những cái ý kiến nguyện vọng của quần chúng
để mà Nam Quan có cớ gửi cái thư nha, cái đó là đã vi phạm pháp luật rồi đó anh. Anh gửi thư cho chủ doanh nghiệp, anh yêu cầu người ta làm cái này làm cái kia là anh đã harass người ta rồi. Và cái này những người Việt Nam, những người Việt gốc Hoa gọi là những ông chủ tài phiệt á, không có xa lạ gì với những cái chiêu trò này ở những cái nước mà thời xa xưa mà chuyên môn mà đi nhũng nhiễu hạch sách người dân. Kính thưa quý vị, thành ra cái chuyện anh tưởng anh lách luật được, nhưng nếu ông chịu phép nạp đơn kiện tố cáo thôi ngừng đi, được rồi, nói nhiều quá rồi cũng như vậy thôi. Anh lo anh ra anh làm YouTube giống như anh cho cái kết luận. Dạ vâng, nếu ông chịu phép làm đơn tố cáo thì kính thưa quý vị, khi mà điều tra rồi giống như đang điều tra anh Ru Đỗ đó, họ sẽ so sánh đối chiếu, họ liên sâu chuỗi tất cả những cái quá trình cái băng đảng này tụi nó mà đã làm việc á, thì không khác gì chôn trần. Họ sẽ từ từ họ đưa ra được cái bằng chứng chứng minh cho thấy là tụi này nó cấu kết với nhau để làm tiền người dân, làm tiền doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, và Khải nghĩ ông chịu phép nên ra tay trừ gian diệt bạo. Cảm ơn anh Khải Đào. Dạ vâng. Liên quan tới vấn đề đó chúng tôi sẽ có những cái thôi chúc mình giỏi nha. Dạ, trao đổi trực tiếp với dạ xin cảm ơn anh rất nhiều, với ông Ngô Kỷ cũng như là ông Nam Quang nếu có thể, và kể cả ông Frank Chao là chủ cái cơ sở Phước Lộc Thọ, trong những ngày tới liên quan tới cái vấn đề mà cái đòi hỏi, cái đề nghị treo cờ vàng ba sọc đỏ của ông Ngô Kỷ và một số cư dân qua những cái chữ ký và qua cái lá thư của Phó Thị trưởng Nam Quang gửi tới ông Frank Chao trong thời gian gần đây. Với cái ý đó thì chúng ta cũng sẽ tạm ngưng cái buổi tường thuật ngay tại thành phố Westminster ngày hôm nay ở đây. Một cái buổi cũng khá là nhiều cái ý kiến từ các phía của cư dân đối với lại các dân cử ở trên bàn chủ tọa, kể cả những ý kiến từ các cư dân gốc Việt cũng như là các cư dân mà người Mỹ bản xứ ở đây. Chắc chắn là trong những ngày tới thành phố Westminster cũng sẽ còn tiếp tục những cái lời qua tiếng lại như thế này, cũng chưa biết là cái đường ra nó sẽ như thế nào để có thể có những cái ngày làm việc hiệu quả hơn cho thành phố Westminster trong thời gian tới. Popsa TV ngay tại thành phố Westminster xin kính chào và hẹn gặp lại. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân, Khải cũng xin chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tới.